Ban ngày, lũ sói ở phía trên cao của các ngọn đồi. Chúng xuống săn mồi vào ban đêm. Có một vài bộ xương hươu. Các động vật khác tận dụng chỗ thịt thừa mà những con sói đã bỏ lại. Những con quạ có thể bay đi khi thấy dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, nhưng những con khác phải dè chừng nếu đàn sói quay trở lại. Một con cáo bị bắt vì ăn cắp thức ăn thừa sẽ không có cơ hội thoát thân. Những con sói có thể quyết định tha cho nó, nhưng thường thì không. Như vậy sẽ giảm bớt một miệng ăn ở những ngọn núi này. Vào buổi tối, đàn sói ở Polino xác định biên giới vô hình của lãnh thổ săn bắn, được đánh dấu bằng phân có mùi. Bản hòa tấu u sầu bằng những tiếng hú của chúng ít nhiều có ý nghĩa tương tự như tiếng hót của chim sơn ca. Đây là lãnh thổ của ta, và những ai dám xâm phạm sẽ bị trừng trị đích đáng. Polino, nằm giữa Lucania và Basilicata, là công viên quốc gia lớn nhất ở Ý. Ngọn núi này ở độ cao 2.200m so với mực nước biển, là nơi sinh sống của một số loài thực vật và động vật rất đặc biệt. Một số còn lại từ kỷ băng hà, một số liên quan đến bán đảo Ban Căng. Trên cao nguyên trải dài bên dưới là những hồ nước nhỏ trong vắt, có một loài động vật lưỡng cư đặc biệt, giống như loài cóc bụng lửa, Apennin. Màu sắc sống động của con cóc nhỏ này cho thấy da của nó được bao phủ bởi một chất nhầy độc hại, có thể giết chết bất kỳ động vật ăn thịt nào cố tình cắn nó. Chim gõ kiến gần như đã hoàn thành việc làm tổ, chỉ còn một vài đường nét cần hoàn thiện. Chúng đã chọn một thân cây lớn, thẳng và mở ra một khoảng trống bằng cái mỏ của chúng. Chim gõ kiến đen là một trong những cư dân tiêu biểu nhất của vườn quốc gia Polino. Đó là một loài từ Bắc Âu và sự hiện diện của nó ở những ngọn núi Địa Trung Hải này là một lời nhắc nhở về kỷ băng hà. Không ai biết chính xác có bao nhiêu con sói sống trong địa hạt này của Apennin. Nhưng đây chắc chắn là một trong những khu vực mà các nhà sinh học bảo tồn coi là một vùng đất tổ tiên của loài chó sói. Đã, đang và sẽ là vương quốc của loài sói. Trong quá khứ, sói đã bị săn bắn ở những ngọn núi này và trên khắp nước Ý. Mọi lúc, mọi nơi và mọi cách. Bởi vì sói ăn tất cả những gì người dân có, từ rác cho đến gia súc. Hươu đỏ không xuất hiện, lại có rất ít hoãng ở châu Âu và số lượng lợn rừng thực tế không rõ, vì vậy lũ sói thường bắt cừu. Nếu không có cừu, những con sói sẽ không thể tồn tại cho đến ngày nay. Điều này dẫn đến xung đột của sói với những người chăn cừu và những con chó của họ trong một trò chơi mèo vờn chuột liên tục giữa hai kẻ săn mồi vĩ đại này. Loài
loài người và sói, kẻ thù cay đắng từ thời xa xưa, đã tham gia vào một cuộc chiến không có hồi kết. Một bên là bẫy và súng trường, bên kia là sự thận trọng theo bản năng và khả năng trốn tránh kẻ thù ẩn náu đáng kinh ngạc. Công việc của thợ săn có mức thù lao hậu hĩnh trong vùng núi Apennine. Để nhận được thù lao, thợ săn phải giao được cái đuôi hoặc hai tai của con vật bị giết. Số phận của hàng ngàn con sói đã kết thúc theo cách này. Từng chút một, con người dần dần thu hẹp khu vực hoạt động của đàn sói. Đến thập niên 1970, còn lại ít hơn 100 con sói trên toàn bán đảo Ý. Sói sắp biến mất hoàn toàn ở nước Ý, giống như ở Anh, Đức, Pháp, Áo và Thụy Sĩ nhiều thập kỷ trước đó. Lucania vẫn có một vài gia đình. Nhờ vào sự bất khả tiếp cận bởi những hẻm núi đá, các con suối chảy xiết cắt ngang và khoác lên mình tấm áo ma thuật của Địa Trung Hải. Hay ở độ cao hơn là những rừng sồi bao phủ. Có rất ít các ngôi nhà và có rất ít con đường dẫn đến đây. Trong những năm bị săn bắn, những con sói sống ở đây ẩn náu, lẩn tránh kẻ thù. Tuy nhiên, ngày quyết định đã đến. Cuộc tấn công rất khốc liệt, súng và bẫy được thêm chất độc, đã hạ gục những con vật theo cách mà chúng cũng không thể nhận ra. Một lượng nhỏ chất độc trong cái xác là đủ để tàn sát các sinh vật hoang dã. May mắn thay, cái xác này đã không bị nhiễm độc và vẫn sẽ lấp đầy nhiều cái dạ dày đang đói ngấu. Một con cáo đã đi đến cái xác, nhưng đằng sau những cái cây, có vật thể gì đó đang nhìn theo. Bất động, lẩn theo hàng cây và đá, nó đánh giá tình hình. Nó quyết định rằng tình hình là an toàn. Đó là một con sói. Nhờ sự thận trọng như vậy mà loài vật này vẫn sống tự do ở đây trong thế kỷ 21 tại một quốc gia công nghiệp, đông dân cư ở trung tâm châu Âu như nước Ý. Con cáo vẫn ở gần xác chết. Chừng nào sói còn ở một mình, nó có thể dễ dàng trốn thoát. Thật là xảo quyệt và nhanh chóng. Nhưng bây giờ tình hình trở nên phức tạp hơn. Một con sói khác đã đến. Và sau đó lại một con khác. Bây giờ đã có 3 con ở đây. Con cáo nên đi khỏi chỗ đó thì tốt hơn. Có lẽ không phải là những con sói đã giết con ngựa, nó bị chết vì tai nạn hoặc vì một căn bệnh nào đó. Nhưng những con sói chắc chắn sẽ bị đổ lỗi cho chuyện này, trong khi chúng không thể kháng cáo hay bào chữa. Nhưng rõ ràng thì chúng cũng không thực sự quan tâm. Cái xác lớn này sẽ cung cấp thức ăn cho chúng trong nhiều ngày và giúp chúng không phải chạm trán với con người. Những con vật này có thể chất hoàn hảo và có bộ hàm ghê gớm. Những chiếc răng mạnh mẽ xuyên qua da ngựa và xé từng mảng thịt.
Một trong ba con là con đực đầu đàn, một con khác là con cái đầu đàn và con thứ ba với đuôi kẹp giữa hai chân của nó là một con sói đẳng cấp thấp nhất trong hệ thống đàn. Nhưng thậm chí kể cả nó cũng được ăn uống no đủ. Sau khi ăn no thỏa thích, những con sói bắt đầu bỏ đi. Thảm cỏ ẩm ướt giúp chúng làm sạch cơ thể và để lại mùi hương giúp khẳng định lãnh thổ. Chúng sẽ trở lại vào ngày mai và ngày kia cho đến khi xác con ngựa hết nhẵn, không còn gì ngoài xương. Những con chó tìm thấy xương của con ngựa bị sói ăn thịt. Có 3 con chó ở đây và chúng cảm thấy khá an toàn. Một con chó đơn độc sẽ không bao giờ ăn cắp thức ăn từ bầy sói. Nhưng sự an toàn về số lượng và 3 con chó lớn là một thách thức đối với một bầy sói. Có lẽ chúng đang bí mật theo dõi những người anh em đáng ghét tiếp cận thức ăn của chúng. Vào cuối thế kỷ trước, tình hình bắt đầu thay đổi đối với những kẻ săn mồi hoang dã của Apennine vì một số lý do. Trước hết, các khu vực miền núi ngày càng trở nên vắng vẻ và im lặng. Không còn tiếng cưa máy, tiếng chăn cừu hay tiếng chó sủa. Mọi người chuyển đến các thành phố tìm kiếm công việc và một cuộc sống thoải mái hơn. Sự suy giảm mang lại một chút hòa bình cho những con sói cuối cùng còn lại. Sau đó là lệnh cấm tuyệt đối săn bắn của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đã được đưa ra nhờ vào các chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của công chúng và chính quyền. Họ giải thích rằng sói không phải là động vật có hại mà là một yếu tố chính trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Sau đó, con mồi tự nhiên của bầy sói trở lại. Động vật ăn cỏ lớn đã xuất hiện lại ở các vườn quốc gia mới. Mạng lưới sinh thái và chuỗi thức ăn đã được khôi phục. Những con sói lấy lại vai trò là kẻ săn mồi hoang dã và số lượng sói trong đàn Pollino ngày càng tăng. Kèn Griffon phụ thuộc vào sói vì chúng không thể giết nhiều chuột và phải lợi dụng xác động vật bị giết bởi những kẻ săn mồi bốn chân. Chúng làm tổ trên những bức tường đá. Con non mặc dù đã trưởng thành gần như hoàn toàn và có thể bay cùng bố mẹ nhưng vẫn đòi ăn, đập cánh và vung vẩy như những con gà con khổng lồ. Đàn xếu trong thung lũng sông Sangron cách Pollino khoảng 300 km về phía bắc, trong công viên quốc gia Abruzzo ở trung tâm của dãy núi Apennine.
Chúng đã tạm dừng chân trong quá trình di cư đến Bắc Âu và sẽ có thời gian nghỉ ngơi, nhưng không đủ để chúng bắt đầu quá trình giao phối. Dòng sông đã tràn ngập, những đồng cỏ đã trở thành nơi nghỉ ngơi của nhiều đàn chim di cư. Đó là một buổi sáng rất lạnh vào cuối mùa đông và những con sói đang sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời gần phần còn lại của con mồi. Những con sói của công viên quốc gia Abruzzo ít phải sợ hãi hơn những con trong đàn Pollino. Một thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực ở những ngọn núi này trong gần một thế kỷ và những người chăn cừu đã chấp nhận cùng tồn tại với những kẻ săn mồi này. Những con sói thỉnh thoảng tấn công đàn gia súc của họ, nhưng ngày càng ít hơn bởi vì bây giờ chúng có rất nhiều con mồi hoang dã. Ở đây chúng ta có cảm giác như đang được quan sát các điểm tham quan của Siberia hoặc Alaska hoang dã, nhưng thực tế chỉ cách Rome 1 giờ lái xe. Mỗi bầy sói thường bao gồm 6 hoặc 7 con, một cặp bố mẹ và một vài thế hệ con cái, nhưng đàn sói ở sông Sangro có số lượng lên tới 15 cá thể. Đó là một cỗ máy chiến tranh thực sự, một lực lượng xung kích có khả năng hạ gục con hươu lớn nhất và con lợn rừng mạnh nhất. Chúng thừa thãi đến mức cho phép một con chó đi lạc lấy một khúc xương. Những con chó trắng này là giống chó ngao Abruzzo, là những kẻ duy nhất trong một nhóm, không chạy trốn khỏi những con sói, ít nhất là không chạy ngay lập tức. Và khi chúng có thể, với sự giúp đỡ của chủ, chúng đánh cắp con mồi của sói. Những con chó là cái gai trong mắt bầy sói, nhưng theo một nghĩa nào đó, chúng đã giúp bầy sói sống sót bởi vì chó đã bảo vệ đàn cừu của con người và do đó giúp đàn sói có thức ăn. Con chó di chuyển nhanh dọc theo con đường, nó cảm thấy an toàn hơn bên cạnh con người và xe cộ. Không ai ngạc nhiên nếu con chó của người chăn cừu chạy dọc theo con đường với một cái chân hươu trong miệng. Nhưng nếu đó là một con sói, sẽ có một đám đông các nhiếp ảnh gia sẵn sàng chụp ảnh nó. Trong công viên quốc gia Abruzzo, quần thể sói hiện đã đạt đến điểm bão hòa và có rất ít chỗ cho các bầy mới. Những con sói nằm ngoài chỉ tiêu phải di cư, nếu không chúng sẽ bị đàn áp bởi các bầy hiện có. Giulietta có thể là một con sói ngoài chỉ tiêu, hoặc có lẽ chỉ là một con vật bất thường và mong muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài công viên. Đối với nó, những ngọn núi hùng vĩ của Abruzzo đã quá tù túng. Vì vậy, một ngày, nó đi lên phía bắc dọc theo một con đường mà nó chưa bao giờ đi theo trước đây. Nó lang thang qua những ngọn núi và băng qua đồng bằng, đi bộ hàng trăm km như bị điều khiển bằng một ma lực nào đó. Từ đèo Fulo ở Lamac, những khu rừng Garfagnana ở Tuscany, rồi đến Liguria, mỗi chặng đường, mỗi dấu vết đều rất quan trọng với nó. Nhưng nó đã phải bước đi một cách cẩn thận để né tránh những cái bẫy được dựng lên.
Nó tránh tàu cao tốc và ô tô trên đường một cách cẩn trọng. Băng qua những con sông dưới những cây cầu do con người tạo ra, tránh xa nhà cửa và ánh sáng. Chó sói đi bộ rất nhiều. Trong một đêm, chúng có thể đi xa tới 80 km giữa núi và thung lũng, băng qua đường và sông. Hành trình của Julieta được thu lại nhờ tín hiệu vô tuyến từ máy phát vệ tinh đã được gắn từ trước. Nó di chuyển từ khu bảo tồn này sang khu bảo tồn khác trong thời gian ngắn hoặc dài và thường trong khu vực yên tĩnh nhiều con mồi. Nó đã gặp những bầy sói khác nhưng đều bị đuổi đi. Dường như không có nơi nào trong Apennine dành cho nó. Nó phải đi xa hơn về phía bắc, đến những khu rừng già mà ở đó những loài sói đã bị loại bỏ từ hơn một thế kỷ trước. Vì vậy, Julieta cuối cùng đã đến được lối vào thiên đường của những con sói, dãy núi Alper, phía cực tây của vùng núi hoang dã lớn nhất ở châu Âu. Những ngọn núi hoang sơ, những con suối và hồ nhỏ với làn nước trong vắt. Những khu rừng yên tĩnh và trên hết rất nhiều động vật hoang dã, nhưng không hề có sói. Tại đây, các thợ săn với khoản tiền thưởng đã giết những con sói một cách quyết liệt, quét sạch loài này. Không có động vật ăn thịt, động vật ăn cỏ đã trở nên rất nhiều, đôi khi nhiều đến nỗi chúng làm hỏng thảm thực vật ở đây. Bây giờ là mùa giao phối của loài gà Golden. Mỗi năm vào mùa xuân, chúng tập trung tại góc bí mật này của ngọn núi, hót và khoe bộ lông tuyệt đẹp của chúng để thu hút con cái. Nhưng sói không săn gà gô. Mất quá nhiều sức lực mà thành quả chẳng được bao nhiêu. Chúng cũng tránh lãng phí thời gian và xóc đất, bởi loài vật này luôn sẵn sàng lánh nạn trong một cái hang sâu dưới lòng đất. Chó sói có nhiều mồi ngon hơn để lựa chọn, như hươu đỏ, hoẵng, sơn dương và dê rừng. Ngoài ra còn có nhiều loài động vật chăn thả mà không có người giám sát. Ở những ngọn núi này không có chó bảo vệ. Trong nhiều thế kỷ, trước khi sói trở lại, các đàn gia súc không cần phải bảo vệ. Nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi. Phân sói đã thu hút một đàn bướm xanh đến tìm kiếm chất lỏng và muối khoáng. Đối với các nhà nghiên cứu, phân sói chứa đựng một nguồn thông tin có giá trị không chỉ về những gì nó đã ăn, mà cả nhận dạng di truyền của động vật dựa trên sự tái tạo ADN. Họ đã phát hiện ra rằng chỉ có một số con sói cư ngụ trên dãy Alper là có nguồn gốc ở Apennine, ví dụ như Julieta, trong khi đó có nhiều con sói có nguồn gốc từ Đông Âu. Con sói Julieta với một động lực không thể cưỡng lại tiếp tục di chuyển xa hơn. Rất thận trọng, nó chỉ di chuyển trong biên giới Ý, nơi loài sói được bảo vệ đặc biệt tốt. Xa hơn, rồi xa hơn nữa về phía đông. Cuối cùng, nó đã đến cổng của thành phố Verona nằm trong dãy núi Lesini, một khu vực mới dành cho nó.
nơi mọi người nói một phương ngữ khác với những gì nó quen thuộc ở Abruzzo. Giulietta vốn sẽ sớm rời khỏi Lessini để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Nhưng có một kẻ nhập cư, một con sói xinh đẹp có nguồn gốc Slaver đã xâm nhập vào Ý một vài tuần trước đó. Đó là Romeo của Giulietta. Đó là tình yêu sét đánh, lên ngôi bởi nhu cầu sinh sản. Giulietta và bạn đồng hành của nó ở một góc xa của những ngọn núi, nơi mặt trời đến vào sáng sớm để sưởi ấm chúng trong những ngày giá lạnh. Không có gấu hay linh miêu ở những vùng lân cận, đó là một khu vực yên tĩnh, thích hợp cho những bước đầu tiên của đàn con. Con non nghịch ngợm như những chú cún, chạy khắp nơi trong rừng rồi qua những cánh đồng, trong khi sói bố mẹ phải cố gắng để theo kịp với chúng. Chúng cũng rất nhanh đói, sói bố mẹ và anh chị lớn của chúng có phương thức khám phá lãnh thổ để tìm kiếm con mồi và xác chết. Ngay cả xác của một con ngựa không còn tươi cũng giúp chúng giảm cơn đói. Nhưng nếu chúng kiên nhẫn hơn, chúng có thể được ăn một con hươu. Mùa giao phối và những con hươu rất mất tập trung. Con đực bỏ qua kẻ thù lâu dài của chúng và dành thời gian để cạnh tranh với những con đực khác trong đàn. Tắm bùn là cách tốt nhất để loại bỏ ký sinh trùng ra khỏi bộ lông của chúng và khởi động cho các cuộc đấu tay đôi diễn ra vào lúc hoàng hôn. Con hươu này bị thương và đang rất mệt mỏi. Nó có thể không sống sót qua đêm nay bởi những đôi mắt chăm chú đang theo dõi nó. Nhiều con sói con được sinh ra trong những năm sau đó, dẫn đến sự hình thành của một đàn sói thực sự, quyết định định cư ở khu vực này của dãy Alper, nhìn ra vùng đồng bằng Bắc Ý. Đây là hạt nhân đầu tiên của một quần thể sói hiện đang tiếp xúc với những con sói vùng núi Ban Căng
và thông qua đó với tất cả những con sói ở Đông Âu và thậm chí cả châu Á mà không bị gián đoạn. Con sói đã trở lại vương quốc của nó, nhưng phải đối phó với những kẻ nhập cư khác. Số lượng gấu đã tăng lên đáng kể. Chúng chủ yếu là ăn chay, nhưng gấu mạnh hơn chó sói, nên con cái luôn lo lắng về đàn con của chúng. Tuy nhiên, mối quan hệ của các loài thú ăn thịt trong các khu rừng châu Âu rất khác nhau. Không có mâu thuẫn gì giữa chó sói và linh miêu. Con linh miêu mẹ đã chọn một địa điểm thuận lợi để nhận được những tia nắng đầu tiên và cuối cùng của mặt trời. Nó và linh miêu con cần giữ ấm và khô ráo. Chúng giống như tất cả những con họ mèo khác. Những con linh miêu con muốn chơi và khám phá khu rừng, ngôi nhà vĩ đại của chúng. Những thợ săn này không bao giờ đi xa khỏi những cái cây để có thể trèo lên và trốn tránh kẻ thù, và chính điều này giúp chúng an toàn trước bầy sói. Sau Giulietta, nhiều con sói khác đã đến khu vực này. Bây giờ có khoảng 200 con trong dãy núi Alper của nước Ý. Chủ yếu săn hươu và lợn rừng, và tác động của chúng đối với gia súc giảm dần qua từng năm. Nhưng điều đó vẫn xảy ra, mặc dù thực tế là nông dân đã được cung cấp hàng rào điện để bảo vệ gia súc vào ban đêm, và đặc biệt chọn những con chó Abruzzo có kỹ năng bảo vệ đàn gia súc. Sự thù địch đối với những con sói ở dãy Alper là rất lớn. Điều đó khiến mọi người không sẵn sàng chịu đựng thiệt hại mà chúng gây ra. Chính phủ Ý đã đưa ra một kế hoạch quản lý loài, quy định rằng 5% số lượng sói có thể bị giết mỗi năm. Nói cách khác, ít nhất 100 con sói có thể bị giết một cách hợp pháp.